Có một quán cơm gà ngon ở Tân Phú cũng khá là gần đầm sen mà quán cam kết chế biến 100% gà tươi và không sử dụng bột ngọt trong bất kỳ món ăn nào của quán. Hương vị ngon và cách chế biến bắt mắt lắm nha. Gà trước khi chiên thì sẽ được luộc chín đều, bẻ gà một góc tư thì được chặt đều tăm tắp và cái nào cũng như nhau. Dầu chiên gà mỗi ngày thì anh chủ quán nói sẽ thay mới 2 lần. Riêng cái món gà rút xương có ướp nhiều gia vị cho nên nhìn dầu nhanh ngã màu thôi. Phút gọi một phần cơm chiên Dương Châu thì quán sẽ chiên cơm cùng với lại trứng, rồi chiên cùng với lại xúc xích, lạp xưởng, cà rốt và dưa leo cắt hạt lựu khá to. Riêng Phúc thì nếu mà cắt nhuyễn thì Phúc sẽ thấy thích hơn. Bạn đầu bếp chiên cơm khá là quen tay và đảo đều cho nên cơm sẽ khô tơi từng hạt cơm. Phúc gọi thêm một phần cơm gà gốc tươi chiên mắm tỏi, cũng là món best seller của quán mà gà được chiên giòn lớp da. Rưới sốt mắm lên rồi rắc tỏi phi thơm lên, chan miếng nước sốt mắm tỏi ngon khỏi bàn cãi. Đặc biệt là quán có cơm đùi gà rút xương chiên nước mắm với gà được chiên giòn rồi xào qua với lại sốt cùng với lại hành tây cho thấm đều để ăn cùng với lại cơm chiên được nêm nếm gia vị. Rồi chiên cơm bằng mỡ gà nè. Ngoài ra thì quán còn có cơm chiên nước tương hay là xào rau củ với sốt chua ngọt, đồng giá là 45.000 đồng một phần. Cơm đùi gà rút xương chiên nước mắm nói thiệt là gà thấm mà ăn với cơm là ngon má ơi luôn á. Các bạn có thể chọn cơm má hoặc đùi hoặc một góc tư cũng được với các kiểu xối mỡ, mắm tỏi, tương tỏi, chua ngọt và chiên nước mắm với giá dao động chỉ từ 35 cho đến 45.000 đồng một phần thôi. Ngoài ra thì quán có các món cơm chiên chả cá, bò xào hay là hải sản để đa dạng lựa chọn. Quán này thì có tên là cơm gà Huy Phương nha. Quán bán từ 10 giờ cho đến 2 giờ chiều rồi 4 giờ chiều bán tới 9 giờ tối. Địa chỉ thì Phúc để trên màn hình cho mọi người tham khảo nha.